Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái lỗi lỏng chân sạc trên con V60 ấy, bây giờ nó đã phổ biến như kiểu cái thời con V50 nó bị lỗi nháy màn hình khi mà cắm sạc ấy. À, thậm chí bây giờ có những shop không còn bảo hành cái lỗi lỏng chân sạc đấy nữa các bạn. Và các shop ấy thường nói là trước khi bán cho khách ấy, là phải nói rõ với khách là cái con V60 này nó thường bị lỗi lỏng chân sạc đấy. Khách có mua thì mua. Và cũng có một phương pháp nữa là khách có muốn sửa nó ấy, sửa luôn ấy, sửa luôn trước khi bán thì là phải tháo máy ra và sửa trong cái chỗ main ở chỗ khu cắm chân sạc ấy. Thì cái lỗi lỏng chân sạc này nó do đâu và cách khắc phục nó như thế nào thì hôm nay em sẽ nói rõ hơn cho các bác nhé. Tại vì trước đây em cũng có một cái clip nói về cái lỗi này rồi nhưng mà cái thời đấy nó bị ít ấy và cũng chưa rõ ràng cho lắm nên em cũng làm cái clip nó cũng chưa được rõ ràng, cho nên bây giờ em sẽ nói rõ hơn cho các bác biết. Thì trước tiên ấy, cái lỗi lỏng chân sạc ấy nó là do đâu thì em thấy là cái lỗi này nó do là cái phần cổng sạc này này, cổng sạc C của con V60 ấy, nó đã cấu tạo khác cái thời xưa nha các bác. Những cái thời xưa ấy, như con V50 trở xuống ấy thì là cái chỗ cắm sạc ấy nó sẽ ăn vào một cái mảng main rất là lớn, và nó ngăn ngắn thôi, nó nối từ đây đến chỗ này đến chỗ bên nó ngay đây rồi, dẫn đến là nó có thể là nó chắc chắn hơn. Nhưng mà đến thời con V60 bây giờ là cái cổng sạc của nó gắn với một cái cáp và nó đi qua cái cục pin nó đi lên main, thì có thể là do cái cấu tạo của cái việc LG làm cái cổng sạc trên con V60 thì nó gây ra hiện tượng như thế. Và cái nguyên nhân chính của nó ấy là do khi mà dùng một thời gian lâu ấy là những cái chỗ mối hàn ở chỗ cổng C này này mà tiếp xúc với chỗ main main mỏng mỏng này này nó bị bong ra các bác. Đấy, nó kiểu kiểu như thế, nó bong ra mà hoặc là nó chập chờn ấy thì dẫn đến hiện tượng là khi các bác cắm sạc nó bị chập chờn, chứ không phải là việc mà các bác cắm vào như này. Đây, chứ không phải việc là các bác cắm vào mày nó lung lay như này gọi là lỏng chân sạc đâu nhá, không phải nhá. Con máy nào cũng thế thôi. À, đa số những con máy mà dùng cổng C nó đều có hiện tượng hơi hơi nó hơi lỏng lẻo ở việc mà nhìn ở bên ngoài như này. Đây các bác có thể này, nó hơi lỏng lẻo. Thì tùy vào cái chất lượng của cáp sạc thôi. À, cáp sạc nào càng lởm thì cái việc lỏng lẻo nó càng nhiều. Thì nhưng mà đây chỉ là cái lỗi ở cơ khí ở bên ngoài thôi, là do cái việc mà cổng C nó thế thôi. Nhưng mà cái lỗi dòng chân sạc ở trên con V60 nó không phải là do cái việc mà lỏng lẻo ở phía ngoài này nhé, mà nó lỏng lẻo ở cho phía trong luôn nhé. Nó phía trong ở chỗ cái mối hàn tiếp xúc với mối hàn ăn với cái main này này. Đấy thì nó có thể bị bong ra hoặc là bị lỏng lẻo hoặc nó bị chập chờn. Đấy thì nó gây ra hiện tượng như vậy. Và khi mà gây ra hiện tượng như vậy thì là máy các bác có thể là không sạc được hoặc là sạc rất là chậm hoặc lúc được lúc không, hoặc có thể là nhiều khi là không nhận cả tín hiệu khi mà cắm vào cái PC nữa. Đấy thì đấy là nguyên nhân chính xác bây giờ là do như thế, dẫn đến là nhiều shop cũng đã nói thẳng luôn là cái lỗi này nó là do cái kiểu như là nó là do nhà sản xuất ấy, dẫn đến là họ không bảo hành nữa. Đấy và nếu mà ông nào mà muốn mua ấy, kiểu là người ta cũng bán ra nhưng mà người ta bảo là người ta không bảo hành cái lỗi lỏng chân sạc đâu, thì nhiều bác đã bảo thế muốn sửa như thế nào thì cách sửa nó sẽ phải như này này các bác. Muốn sửa là phải tháo máy ra và các bác thợ là phải hàn lại cái chân, những cái chân mà nối giữa main này với cái cổng C này. Sau khi hàn main lại nhé, hàn main hàn hàn cái main hàn những cái mối hàn lại thì anh em thợ lại phải đổ keo nữa nhé các bác, đổ keo cho nó thêm chắc chắn đấy các bác, để cho nó không kiểu là nó không bị lỏng lẻo nữa. Tại vì khi các bác cắm vào ấy, có người thì cắm mạnh mà, có người thì khi bác cắm vào cổng sạc như này này, đấy, có người thì cắm mạnh, có người cắm nhẹ, xong rồi có người vừa cắm vừa sạc, rồi à quên, có người vừa cắm vừa chơi rồi đủ kiểu, nhiều khi là rơi rớt các thứ nữa, dẫn đến là hiện tượng nó cái tại vì cơ bản là cái cổng sạc con V60 nó đã hơi bị không được chắc chắn rồi, dẫn đến là anh em cắm bừa cắm bãi, xong là nó cũng gây ra hiện tượng như vậy. Thì đây là cái cách sửa của cái lỗi lỏng chân sạc đấy nha. Và nhiều bác ấy bảo là vậy liệu có nghĩa là liệu thay cái cổng sạc này thì có ok không, có dùng được lâu dài không, thì trả lời chắc chắn với các bác là thay cái cổng sạc này cũng chỉ được một thời gian thôi nhé. Đương nhiên cái thời gian đấy là do việc mà các bác dùng bên các bác cắm sạc nó như nào. Nếu các bác cắm nhẹ nhàng hết sức tình cảm và khi mà đang sạc rồi thì các bác không di chuyển con máy ấy, thì có thể nó được rất là lâu. Chứ còn các bác mà cắm rồi xong rồi các bác vùng vẫy nó rồi xong rồi vẫn dùng điện thoại thì có thể là nó không được lâu đâu. Thì cái việc mà thay cái chân sạc
trên con V 60 nó không không phải là giải pháp mà tối ưu đâu nha các bác, nó chỉ cũng chỉ được một thời gian đầu thôi. Và muốn fix cái lỗi này triệt để là các bác phải 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 đi hàn lại nhé, có nghĩa là các bác phải làm lại cái chân sạc, làm lại cái mối hàn ở trong này và đóng đổ keo lại thì nó mới chắc chắn được. Đấy thì đấy là cái việc mà sửa được cái lỗi này. Thì cái con V60 này của em ấy, được cái là em dùng cũng khá lâu rồi, cũng phải 6 7 tháng này rồi. Thì nó vẫn chưa bị cái lỗi đấy nhá các bác, nó chưa bị luôn đấy các bác. Tại vì em khi mà em cắm vào em cũng khá là nhẹ nhàng, và em thường thường là tối về có thể là trước khi đi ngủ em mới cắm ấy, thì cắm khi mà cắm rồi thì là cũng đi ngủ không 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 động nó nữa, cho nên nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Hiện tại là máy con V60 của em là nó vẫn chưa bị lỗi lỏng chân sạc nha các bác. Và cũng có nhiều bác ấy bày cách là kiểu như là các bác ấy bảo là các bác có thể là đây này các bác nhìn, ví dụ đây nhá, ví dụ đây các bác, đây là cái chân si đúng không, thì có nhiều bác ấy bảo là bóp cái này này, bóp cái miếng, bóp hai cái cạnh, hai cái má này vào này, cho nó nghĩa là làm sao cho cái khe hở trong này này nó hẹp lại một chút, khe hở này nó hẹp lại một chút thì nó sẽ tiếp xúc tốt hơn. Và có bác thì bảo là dán một lớp băng keo ở đây, dán một lớp băng keo ở chỗ chỗ mặt này này, mặt này, hoặc là dán cả hai mặt, thì để mục đích của việc dán đấy thì cũng để mục đích để mà làm cho cái việc là khi mà cắm vào cái con máy nó chặt hơn thôi. Nhưng mà đấy ấy, chỉ là một cách tạm thời nhé các bác, và có máy được máy không nhé, không phải là máy nào cũng được. Nhiều khi lỏng chân sạc ấy nó cũng không hẳn là do bị bong cái mối hàn ở bên trong đâu nhé, nhưng mà có nhiều khi là do cái cáp sạc của các bác ấy nó là loại lởm ấy, loại lởm dẫn đến là nó lỏng lẻo ấy, thì nhiều khi là nó tiếp xúc cũng không tiếp xúc vào cái má đồng bên trong này nó không tốt thôi. Đấy là cái lỗi chung của tất cả các loại điện thoại thôi. Còn cái riêng con V số 10 này nó có thêm nữa là nó hay bị bong cái mối hàn bên trong, dẫn đến là nó cái hiện tượng bong lỏng chân sạc nó nặng hơn. Còn nếu mà các bác mà khắc phục được bằng cách là dán băng keo ở mặt này, hoặc là bóp cái này lại để cho nó hẹp hẹp lại thì cũng ok. Hoặc là các bác cũng và em cũng khuyên 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 cáo các bác là nên dùng những cái dây sạc nó ngon đấy, nó chính hãng ấy đấy, như chứ đừng mua những cái dây sạc trôi nổi ở trên thị trường. Thì thứ nhất là cắm nó em thấy là đa số là cắm nó bị lỏng lẻo với các bác, và nó có thể là không có sạc nhanh, nó cũng hoặc là nó có sạc nhanh nhưng mà lúc được lúc không chập chờn, hoặc là có sạc nhanh nhưng mà nó như sạc chậm vậy đấy. Cho nên là cái việc mà dùng cáp ấy nó cũng khá là quan trọng. Đi củ thì nó không thay đổi được, củ thì lúc nào nó cũng như thế, nhưng mà cái cáp là cái nơi mà tiếp xúc giữa hai cái chiếc cổng sạc và cái cáp sạc này đấy, nó phải là ngon thì nó mới truyền điện tốt được các bạn đấy. Thì đấy là cách mà fix triệt để nhé, có nghĩa là fix triệt để các bác phải tháo máy ra và các bác hàn lại cái mối hàn ở trong này và đổ lại keo đấy. Còn cái fix tạm thời chỉ là các bác để dán mặt này xong, hoặc là bóp cái khe này nó nhỏ lại thì đấy là chỉ tạm thời được thôi. Còn nếu mà máy nào còn nếu mà máy các bác nào mà chưa bị nhá, thì em khuyên các bác là khi mà cắm sạc với con V60 này thì hết sức nhẹ nhàng thôi, cắm nhẹ nhàng từ từ cắm vào đấy, xong rồi để im nó một chỗ và đợi khi nào nó đầy, hoặc là nếu mà có dùng thì dùng nó hết sức nhẹ nhàng, tránh cái hiện tượng mà động chạm đến cái cam này thì là nó ok đấy. Thì hy vọng là cái lỗi này các bác hiểu rõ như vậy. Và nói lại cho bác nữa là cái lỗi này nhiều khi là các shop bây giờ là không có bảo hành nữa đâu, cho nên các bác nào mà mua ấy, là các bạn phải xác định rõ, nếu một là chấp nhận cái lỗi này, hai là chấp nhận nữa là để cho shop họ họ sửa cái lỗi đấy luôn và họ sẽ bán ra. Thì đương nhiên khi mà sửa thì máy sẽ không còn gì nữa, thì các bác cũng phải chấp nhận thôi. Rồi, ok, chào các bác.